Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiểm của em Nhi ở Vĩnh Thành, Cà Lách, Bến Tre đem Nhi quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Mình lộ mai giống, mai ghép giống Nhi Ngọc Toàn nè, show mình lại ha. Hàng cho bonsai mini cho Tết năm 2025 cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống mình cho Tết ha. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Cảm ơn cô chú anh chị mình ta xem thấy cái nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Nhi nha. Không là mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp em Nhi đem Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Và chào Nhi nha. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay đây là kênh em xin lưu cô chú anh chị lô mai giống nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Video clip hôm nay mã số 11V nha, 11V là một cây siêu bông bình lại ạ. Rồi. Hoành mình được 13, cao mình được 35, tán ngang 35. Rồi cái này em rẻ cô chú anh chị gần xa giá 130 ạ. Rồi 130 ngàn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12V. Rồi. Một cây siêu bông bình lại. Quanh được 11, cao 37, tới ngay được 41, rồi cái này em để 120 ngàn thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 13V. Rồi. Một cây siêu mình lại nha. Tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn ha. Quanh được 11, cao 38, tới ngang 40. Rồi. Cái này em để 150 nha cô chú anh chị. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 14V. 14V một cây xung bình lại nha. Rồi cây có tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn ha. Quanh được 12, cao 32, tới ngang được 42. Rồi cây này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 140 thôi nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15V. Rồi 15V nha, một cây ngọc toàn nha. Xung bình lại. Ủa bình lại cô chú anh chị. Cây có ghi tên dưới là cô chú anh chị hay bình lại nên cô chú anh chị đừng có an tâm, đừng có lộn, không có lộn giống ha. Quanh được 13. Cũ nè cô chú anh chị ha. Cao 38. Cái ngàn 38, cái này em để 120 nha cô chú anh chị. Rồi 120 ngàn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 16V. Rồi. Một cây siêu bình lại nha. Này cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Quanh là mình được 10, cao 36, tới ngang được 38. Cái này em để cô chú anh chị xem sang giá 140 thôi nha. Rồi 140 ngàn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 17V, một cây siêu bông bình lại ạ. Cái này ghép được 2 bo thôi nha. Quanh được 14, cao 40, tới ngang được 36. Cái này em để cô chú anh chị xem sang giá 120 ngàn nha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 18V. 18V, một cây siêu bông bình lại ạ. Rồi. Quanh 12, cao 33, tới ngang 33. Cái này em để cô chú anh chị xem mình giá cũng 120 thôi ạ. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 19V. Rồi, bình lại ha em ha. Dạ, bình lại. Quanh 12, cao 40, tới ngang 36. Cái này em để cô chú anh chị xem mình giá cũng 120 thôi nha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 20V. 20V là một cái siêu bình lại nữa nè. Rồi. Quanh 11, cao 36, cái ngang được 33. Cái này em để cô chú anh chị xem giá 130 ngàn nha. Rồi. Và cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ nha. Em xin chào và gặp lại. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip ủng hộ cho Nhi trong clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Nhi nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.